Campuchia có thiện chí và đủ cát cung cấp cho phía Việt Nam. Campuchia có trữ lượng cát rất lớn, lên tới cả tỷ mét khối trên sông Mekong, vào Việt Nam là sông Tiền, và sông Ba Sác, vào Việt Nam là sông Hậu. Campuchia chưa thực hiện phân loạt cát sau khai thác nhưng khảo sát sơ bộ cho thấy cát xây dựng có thể lên tới 40% trữ lượng. Theo thông tin trên báo Đầu tư, Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về khả năng nhập khẩu cát xây dựng từ Campuchia. Trước đó, theo Cục Hoạt động Xây dựng, Bộ Xây dựng, nếu các công trình giao thông lớn tại đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt triển khai thì nhu cầu cát san lấp của vùng khoảng 54 triệu mét khối, tập trung vào các năm 2024 đến 2025, nhưng trữ lượng cát khai thác trong vùng chỉ đạt khoảng 37 triệu mét khối, thiếu khoảng 17 triệu mét khối. Trong báo cáo gửi Thủ tướng, đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nêu đề xuất nhập khẩu nguồn cát san lấp từ Campuchia để phục vụ thi công các công trình giao thông trọng điểm quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt là các dự án trọng điểm như đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, mở rộng cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ Cà Mau và 3 tuyến cao tốc trục ngang ở đồng bằng sông Cửu Long như Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Hồng Ngự Trà Vinh, Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu. Hồi đầu tháng 6, phát biểu tại Quốc hội về việc dùng cát biển làm vật liệu san lấp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo bổ sung thêm từ các nguồn khác, trong đó có nghiên cứu sử dụng đá xay, nhập vật liệu cát từ nước bạn Campuchia với nhiều giải pháp đồng bộ, thời gian tới vấn đề này sẽ được giải quyết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn công tác với sự tham gia của đại diện Bộ Giao thông Vận tải đi khảo sát thực tế. Phái đoàn Việt Nam đã làm việc với Bộ Mỏ và Năng lượng, Bộ Kinh tế Tài chính Campuchia về khả năng nhập khẩu cát xây dựng từ Campuchia về Việt Nam. Kết quả làm việc với phía Campuchia cho thấy, trữ lượng cát của Campuchia phục vụ san lấp, xây dựng là dồi dào, có thể cung cấp đủ cho nhu cầu trước mắt và lâu dài của các tỉnh phía Nam của Việt Nam. Bộ Công Thương khẳng định, các bộ, ngành và doanh nghiệp của Campuchia bày tỏ sự thiện chí và mong muốn cung cấp cát cho Việt Nam. Hoạt động cung cấp cát từ Campuchia sang Việt Nam đang diễn ra bình thường, không có bất kỳ vướng mắc nào về chủ trương, chính sách của chính phủ hai nước cũng như thủ tục xuất nhập khẩu, hải quan hay giao thông vận tải của hai bên. Hình thức mua bán cát giữa Việt Nam và Campuchia. Hiện Campuchia mới cấp phép khai thác và xuất khẩu cát cho 3 công ty trong nước, không cấp phép khai thác cho công ty nước ngoài. Trong đó, công ty Charter Múc Campuchia khai thác khu vực mỏ cát trên sông Mekong với 3 mỏ cách khu vực cửa khẩu Vĩnh Sương 18 km, 22 km và 45 km, có trữ lượng 680 triệu mét khối, chưa kể các mỏ cát dự kiến cấp phép khai thác trong tháng 6 năm 2024 trên sông Ba Sác. Hiện nay, mỗi ngày công ty này đang xuất khẩu khoảng từ 40.000 đến 60.000 mét khối cát cho khoảng 15 đến 20 công ty của Việt Nam. Công ty Socterra hiện chưa xuất khẩu cát sang Việt Nam nhưng sở hữu trữ lượng mỏ cát khoảng hơn 200 triệu mét khối. Công ty Global Green Energy hiện đang cung cấp khoảng 10.000 mét khối một ngày cho 2 đến 3 công ty của Việt Nam, có trữ lượng mỏ cát khoảng trên 500 triệu mét khối. Hình thức bán cát của các công ty Campuchia hiện giờ chủ yếu là bán tại phao số 0, thuộc cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Sương, tỉnh An Giang, tiếp giáp tỉnh Can Đầu của Campuchia. Được biết, thông thường, Campuchia sẽ thuê bên vận chuyển, thường là các công ty vận chuyển của Việt Nam do có tàu và xà lan phù hợp để vận chuyển cát từ mỏ khai thác đến khu vực cửa khẩu biên giới với Việt Nam. Và sau đó cát được chuyển đến khu vực bãi tập kết cách cửa khẩu khoảng 500 mét. Tại đây, các xà lan của bên mua phía Việt Nam sẽ sang mạn cát và tiếp tục vận chuyển cát đến nơi tiêu thụ. Theo thống kê, hiện mỗi ngày Campuchia đang xuất khẩu sang Việt Nam khoảng từ 50 đến 60 ngàn mét khối cát. Đặc biệt, chính phủ Campuchia chủ trương để thị trường mua bán tự do, các doanh nghiệp hai bên chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng theo giá cả thống nhất. Chính phủ Campuchia không can thiệp vào giá cả mà chỉ thực hiện các biện pháp quản lý để đảm bảo việc khai thác, vận chuyển, xuất khẩu cát thực hiện đúng giấy phép, nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. Như vậy, hoạt động nhập khẩu cát từ Campuchia vào Việt Nam sẽ do doanh nghiệp chủ động thực hiện. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam sang Campuchia để tìm hiểu thị trường, đa phần là mua bán số lượng nhỏ, tạo ra sự tranh mua tranh bán, gây mất ổn định thị trường. Do đó, theo Bộ Công Thương, Campuchia cho biết sẵn sàng thông tin chính thức qua công hàm về 3 doanh nghiệp được cấp phép khai thác và xuất khẩu cát của Campuchia, đồng thời có thể ban hành cả chứng nhận xuất xứ cho cát mua tại Campuchia để giảm thiểu hiện tượng gian lận buôn lậu. Để chuẩn bị cho các công việc thời gian tới,
Bộ Công Thương kiến nghị lãnh đạo Chính phủ xem xét, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, làm việc với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành liên quan của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có nhu cầu nhập khẩu cát phục vụ các công trình giao thông, để ra soát và nắm bắt tổng nhu cầu, số lượng cát cần mua của các doanh nghiệp nhà thầu thi công. Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp nhà thầu thi công chủ động, khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp Campuchia để đàm phán, giao kết các hợp đồng mua bán cát theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Campuchia. Giá cát mua từ Campuchia đắt hơn trong nước 57%. Phương án mua cát từ Campuchia nhằm đáp ứng vật liệu đắp nền cho vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được chủ đầu tư tính đến, song chi phí đắt hơn nhiều so với mỏ ở miền Tây. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư đoạn vành đai 3 qua thành phố Hồ Chí Minh, giá cát nhập khẩu từ Campuchia về tới công trường dự án khoảng 360.000 đồng một mét khối. Mức này cao hơn 130.000 đồng một mét khối so với giá bán ở những tỉnh có mỏ khu vực miền Tây ban hành. Sự chênh lệch lớn về giá nhập khẩu được đánh giá sẽ gây khó khăn cho các nhà thầu triển khai dự án. Chủ đầu tư cũng cho biết Campuchia hiện có 3 công ty khai thác mỏ cát được phép xuất khẩu cát gồm Sukthera, Global Green và Chattermook. Nguồn này nhập khẩu về Việt Nam thông qua nhiều doanh nghiệp, nhưng các hợp đồng mua đa phần với khối lượng nhỏ. Điều này có thể dẫn đến giá bán khác nhau giữa các hợp đồng, do vậy cần có một doanh nghiệp làm đầu mối đàm phán với nước bạn để mua với khối lượng lớn cung ứng cho vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Khởi công giữa năm 2023, vành đai 3 đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với tổng chiều dài hơn 76 km, kinh phí gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, phần qua thành phố Hồ Chí Minh dài nhất với hơn 47 km. Nhu cầu cát đắp cho toàn tuyến ước tính khoảng 9,3 triệu mét khối. Năm 2024 dự án cần hơn 6 triệu mét khối, riêng đoạn qua thành phố khoảng 4,7 triệu mét khối. Tuy nhiên, nguồn cát đắp khan hiếm đang ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các gói thầu xây lắp. Tính đến cuối tháng 5, khối lượng cát đắp huy động về công trường chưa đáp ứng nhu cầu. Các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre đã có chủ trương hỗ trợ, cung ứng nguồn cát đắp cho dự án. Tuy nhiên, sớm nhất trong tháng này các địa phương mới hoàn thành thủ tục để nhà thầu tiếp cận và mua cát về công trường. Trước mắt, chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công chủ động nguồn vật liệu thông qua việc mua ở các mỏ thương mại trong nước hoặc Campuchia nhằm bám sát tiến độ. Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án có quy mô lớn nhất ở khu vực phía Nam tính đến thời điểm này. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ cơ bản thi công xong vào năm 2025, hoàn thành toàn bộ một năm sau đó, giúp kết nối giao thông liên vùng thành phố Hồ Chí Minh và thúc đẩy kinh tế, xã hội cả vùng trọng điểm phía Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!